Today we will cook phở. It's a quick way to cook phở Việt Nam. So we bought this one. This one I make from Vietnam. Make like a fast phở. You cook very easily. This is beef. This one I bought at a queer store. So that's a phở nè, see, made in Vietnam. So with beef soup, see, and with onion and bean sprout or whatever you put in, you know, see, like that, with a cube like that, see. It have one cup for that, I have a two bowl of phở. So make a wood and you can put the beef in. Just slice the beef, you cut the food in the bowl and just make a soup base. Thân chào các bạn, hôm nay mà nghĩa là mình mua cái loại nấu phở giả chiến. Mua này là ở tiệm của đại hàng ấy. Cho nên này là mình mua này đó. Nghĩa là nấu phở gia chiến, nghĩa là mỗi một cục này vô thì là được 2 tô phở. Đó. Cái này là product Maya in Vietnam. Này Maya in Vietnam các bạn đó. Một cục này á thì là mình nấu được 2 tô phở. Thì mình chỉ nấu nước lên rồi bỏ cái cục này vô rồi cái là bắt đầu mình bỏ mình sắt thịt bò để lên trên. Rồi cái mình bỏ bò lên trên rồi hành rồi giá rồi nọ mình muốn bỏ gì mình bỏ vô đó. Hôm nay mình ăn giả chiến nấu phở giả kiểu giả chiến mà đó. Cũng đây là phở mình luộc rồi nè các bạn đó. Bà xã mình luộc nhiều quá, làm chỉ 2 tô thôi mà bà xã làm rất nhiều tới 4-5 tô rồi. Bây giờ mình bỏ vô nấu nước súp cho miếng đường vô, gừng, ginger, garlic, bỏ tỏi, bỏ gừng vô cho nó thơm, bỏ xíu ổi, bỏ xí dầu dầu mè cho nó thơm, bây giờ chút xíu dầu vô cho nó có các bạn đó. Bỏ kem vô bánh tiêu ăn. Các bạn ăn nè,
Ngon, 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 ngon. Cảm ơn các bạn.